của em làm công riêng, mình coi đây là của ông ấy thôi, là của ông ấy quản lý. Mà trừ hết tất chưa, trừ hết thì làm được bao nhiêu, có mấy bộ được bao nhiêu? Chị không biết là bây giờ tiền thăm này là bao nhiêu tiền, tiền giả cho em bao nhiêu tiền, giả cho chị là bao nhiêu tiền. Chị phải chấm cấp em, nếu mà cái đấy là anh chị phải chấm cấp em là không chịu. Chị có chấm cấp mà. Chấm cấp thì công em chị tính ra là biết. Thì giả tiền công em thì không chịu, và chị cho 500 củi thì sẽ nhận ra. Đấy, có 500 củi là mấy không, còn nó được 6 rưỡi, biết mấy giờ về chưa? Bố em thì em làm bên kia nhiều, còn tôi để cũng làm thì hai vợ chồng đâu. Làm gì được hai? Ý là nhá, như thế này, không có thế này, em làm bên nhà bà Phương ấy. Năm cái máy lọc nước gì? À, cộng rồi hết thì là em được cũng lấy được 24 khung mấy. Bao nhiêu tiền? Nhưng mà cái gì của mày đấy còn lại nào? Đấy. Tại vì là làm của mày trước nhá, không trưởng mày tiếp làm lại của mày đấy. Em đi của mày đấy là còn lại. Mà trong khi đấy nhá, ông ngon tay ông đến ông chỉ ngồi nhìn em làm thôi, không làm cái gì cả. Đến xong mà mãi mới làm sắp lần đầu thì đấy thì ông gọi là đêm cũng phải hạt hàng thôi. Nhưng ông chưa dám làm phải không? Thế bây giờ ông thì bách thì sợ bách là không làm, không nên chỉ mấy anh em cho em làm thôi. Có phải đấy thì mình không thấy nó tính cả mình đâu không? Thì không đủ, mình không nói ý gì đâu. Đến xong bà Phương không làm cái đấy. Mai đi vẫn thế kìa. Tổng cái chìm ở dưới. Tiền nhà thằng này tổng là cái lồng ở bên khác rồi đúng không? Còn tiền nhà bà Phương thì không biết bao tiền. Chị bảo là mai mang tiền đánh cuộc sống nhá. Tiền cả, và chúng ta có tiền cả chẳng bên này. Thằng này là tên đấy, là công ty hoa là đấy. Cái đó đấy là cứ còn lại nhiều, tính là còn lại nhiều. Nhiều là hai ông ấy thì đến hôm không có khăn hàng đi của nhà chắc là tầm 12 triệu. Chúng ta tính hết được chưa? Chẳng tặng cái tiền công cho em ở bên kia không tính. Tiền công em làm với đó cơ anh không tính, vẫn tính sang bên này ăn của ông khoảng. Không, già lỗ thì chấp nhận, thì là trăm được. Nếu mà lỗ là lỗ chung lỗ. Lỗ thì chị đi làm công, em làm công mà. Ông đang nói là lỗ thì anh thật về thủ chịu. Thế rồi, lỗ thì mọi người, chỉ hai người chịu chứ mình làm việc chịu phải không? À. Mình làm 400 hoặc 500 thì mình cứ tính thế rồi chứ còn gì mình giảm. Nhưng mà đây có lãi mà. Em mà nói là không được rồi. Sợ làm nửa chừng bỏ đi rồi còn làm điều cuối không bao giờ không phải từ ít nhất cũng tìm lời anh cũng bay lên ông bảo là thôi để cho ông ăn phòng tái rộng phòng nó phát triển hôm nay điện này ốm đau ông bảo sống có nghiệp cả nhưng mà còn nhiều lắm. Ở bên chùa trong nhà ở bên chùa nhiều lắm mới được 28 cục. Các lấy của ông ấy không? Nếu mà tất cả tất cả khoảng được 15 người.